Có một con ong bay vào áo của cô gái. Người đàn ông muốn giúp cô ấy bắt nó ra. Tuy nhiên, anh ta đã tìm kiếm một lúc lâu mà không thấy. Không ngờ cô gái lại bật ra một nụ cười tinh nghịch. Phía trước, nhanh lên, chạy đến trước ngực tôi rồi. Làm sao tôi bắt được nó ở đây? Nhìn sự ngây thơ của thanh niên này, cô ta chỉ có thể tức giận quay người rời đi. Cô gái tên là Ngọc Liên, dù gia đình giàu có, cô lại yêu một người công nhân lâu năm trong nhà. Mỗi khi ăn cơm, cô ấy thường lén lút lấy thêm vài cái bánh bao cho anh ta. Hôm đó, cô đã làm một đôi giày mới tặng cho cha. Đúng lúc cha cảm thấy vui mừng vì con gái cuối cùng cũng hiểu chuyện. Nhưng không ngờ, đôi giày mới này to gấp đôi chân của cha. Ôi, con bé này, con nghĩ gì trong đầu thế? Không thể đi được, thật là tức giận. Nếu không mang được thì thôi, ai mang vừa thì người đó đi. Vậy bà mang đi, tôi sẽ mang đến nơi chứa gạo. Cậu thử xem đôi giày này có vừa chân không? Lời của mẹ vừa đúng tâm can của cô ấy. Và đôi giày đó vừa fit với kích cỡ chân của Phúc Minh. Giống như là được làm theo kích cỡ chân của tôi. Mẹ lập tức hiểu được ý đồ tinh tế của con gái. Chỉ có bố đứng bên cạnh không vui. Không cho mang miễn phí, trừ vào tiền lương của cậu. Phúc Minh nghe xong vội vàng để giày trở lại mặt đất. Dù sao mình cũng không có tiền để mua đôi giày này. Nhìn thấy tấm lòng của mình bị cha làm hỏng, cô ấy tức giận cầm lấy giày và đập xuống. Ngày hôm sau, Phúc Minh muốn mượn một ít lương thực cho mẹ già ở nhà, tuy nhiên lại bị Ngọc Liên từ chối thẳng. Điều này khiến Phúc Minh bên cạnh không biết phải làm sao. Đúng lúc anh không biết mình đã làm gì để phật lòng cô tiểu thư, Ngọc Liên lại lén lút chuẩn bị lương thực vào đêm khuya. Mẹ đứng bên cạnh thấy vậy không khỏi nói, không trách người ta nói chuột chui tường. Kẻ trộm trong nhà thật khó đề phòng. Cô biết đây là sự đồng ý thầm lặng của mẹ, thế là cô nhanh chóng chuẩn bị xong lương thực. Sau khi cô đi rồi, mẹ đứng dậy dọn dẹp hiện trường cho cô, và cô đã mang lương thực đến Phúc Minh, còn đưa luôn đôi giày cho anh ta. Gạo này không cần trả lại. Tuy nhiên, Phúc Minh đã giữ lại lương thực, nhưng anh ta lại không lấy đôi giày. Tôi không thể lấy giày. Gạo tôi nhất định sẽ trả lại cô. Người nghèo không thể không có tự trọng. Không ngờ trên đường về nhà, Ngọc Liên đã chặn anh ta lại giữa đường. Tại sao anh không lấy giày? Tôi có giày mà. Nhìn anh ta thả đeo đôi giày rách cũng không chịu nhận lòng tốt của mình, khiến Ngọc Liên tràn đầy sự oan ức. Cô tức giận vì sự nhiệt tình của mình không nhận được một chút phản hồi nào. Anh thật sự làm phí hoài trái tim này của em. Tuy nhiên, Phúc Minh không hề không biết ý của cô ấy. Nhưng hai người có địa vị chênh lệch, khiến anh không dám nhận tình yêu của Ngọc Liên. Đây chắc chắn là một tình yêu không kết quả. Buổi tối, bố của Ngọc Liên phát hiện ra lương thực trong nhà có vấn đề. Làm sao mà bỗng nhiên thiếu một đoạn như vậy? Điều này, tôi không biết. Ông ta suy nghĩ một chút, liền biết chắc chắn là con gái làm. Chỉ có thể bất lực thở dài rằng con gái lớn không thể giữ lại. Nhưng ông ta không muốn con gái mình lấy Phúc Minh, bởi vì nhà anh ta quá nghèo, mình chỉ có một cô con gái, làm sao có thể nhẫn tâm để cô ấy khổ. Để ngăn cản hai người tiếp tục phát triển, ngày hôm sau, ông ta đã tìm đến bà mối trong làng để tìm một gia đình tốt cho Ngọc Liên. Thật trùng hợp là bà mối đúng lúc có một người đàn ông phù hợp. Người đàn ông thuộc Vương gia ở thị trấn, không chỉ có tiền, trong nhà còn có một người chú làm quan. Nếu con gái ông lấy vào nhà họ Vương thì coi như là rơi vào chum mật. Điều này khiến bố của Ngọc Liên vui đến mức không thể nào ngậm miệng lại được. Chỉ có điều duy nhất không đủ là tuổi của chàng trai lớn hơn Ngọc Liên rất nhiều. Đàn ông lớn hơn 10 tuổi sẽ sống tốt một đời. Sau khi nhìn thấy vẻ ngoài của Ngọc Liên, khiến cho người môi giới không thể không khen ngợi, ngay lập tức vỗ ngực nhận trách nhiệm của mình về việc này. Tuy nhiên, cảnh này vừa lúc bị Phúc Minh nhìn thấy. Ngọc Liên cố ý để kích thích anh ấy, cố ý nói rằng cô ấy đồng ý với hôn sự do cha đề xuất, còn nói rằng vài ngày nữa sẽ có tiệc đính hôn, yêu cầu Phúc Minh nhất định phải uống rượu mừng của mình, đợi đến ngày xuất giá cũng muốn anh ấy tự tay đưa mình lên kiệu hoa. Lúc này, trái tim của Phúc Minh hoàn toàn rối loạn, anh ta bỏ dở công việc đang làm, vội vàng rời đi trong giận dữ. Biểu cảm của anh ấy khiến Ngọc Liên cười rạng rỡ, cô biết trong lòng Phúc Minh cũng có cô. Chỉ vài ngày sau, nhà có rất nhiều khách đến, còn mời cả người hát kịch. Tuy nhiên, đó không phải là tiệc đính hôn của Ngọc Liên, mà là tiệc mừng thọ 60 tuổi của cha cô. Phúc Minh lúc này mới biết mình đã bị Ngọc Liên lừa. Cũng tại khoảnh khắc này, anh mới hiểu ra, Ngọc Liên đã sớm chiếm trọn trái tim anh. Anh lén đặt những quả táo đỏ vào tay Ngọc Liên. Lần này anh không chọn cách trốn tránh, mà là dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình. Tối đó nhà làm thịt kho tàu, nhưng Phúc Minh lại không nỡ ăn. Mẹ tôi một năm chưa thấy dầu mỡ, tôi muốn mang thịt về cho mẹ tôi ăn. Con hiếu thảo thật tốt. Anh ấy mang theo thịt kho tàu đi bộ hơn 20 dặm suốt đêm mới gửi đến tay mẹ. Ngày hôm sau, khi anh ấy trở về với thân thể mệt mỏi, lại phát hiện trên bàn có một bát thịt kho tàu. Anh ấy biết đây là món mà Ngọc Liên để lại cho mình. Chỉ là cảnh tượng này vừa lúc bị bố của Ngọc Liên nhìn thấy. Ông ta lập tức tìm đến mối lái, yêu cầu bà ta sớm định ngày để xử lý hôn sự, để tránh đêm dài mộng mị. Ngày 18 tháng 8 là ngày tốt, 882 nhà Phát, để cho hôn sự của con gái diễn ra suôn sẻ. Ông bố sắp xếp cho Phúc Minh đến thị trấn mua sắm, cố ý đưa anh ấy đi xa. Trước khi đi, Ngọc Liên chuẩn bị cho anh ấy thức ăn khô, còn dặn dò anh phải cẩn thận trên đường. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bóng lưng của Phúc Minh ra đi, làm cho Ngọc Liên có một linh cảm không lành. Anh Phúc Minh đi sớm về sớm nhé. Tối đó mẹ đã thông báo chuyện hôn sự cho cô ấy. Bà ấy biết con gái mình yêu Phúc Minh, nhưng bà không thể thuyết phục được chồng mình. Còn Ngọc Liên cũng hiểu được sự khó khăn của cha mẹ, cô ta cũng không phản kháng, chỉ là giấu một cái kéo trong tay áo. Và vào lúc này, Phúc Minh vừa kịp trở về từ thị trấn. Khi nhìn thấy Ngọc Liên trong kiệu hoa, anh ta điên cuồng lao lên. Ngọc Liên, em là vợ của anh. Tuy nhiên, anh ta bị người nhà họ Vương ngăn cản. Mọi người đánh đập anh ta bằng đấm và đá.
Ngọc Liên muốn lên giúp, nhưng cũng bị họ đẩy trở lại vào trong kiệu. Cặp đôi định mệnh này bị tàn nhẫn chia cắt. Nhìn kiệu hoa xa dần khiến trái tim Phúc Minh như chết lặng. Ngọc Liên dùng hết sức lực ném chiếc ngọc bội của mình cho Phúc Minh. Phúc Minh nắm chặt ngọc bội và phát ra tiếng gào thét từ miệng, nhưng ánh mắt Thế Tục là một hào sâu không thể vượt qua. Môn đăng hộ đối đã chia rẽ bao nhiêu người yêu nhau thật lòng. Đêm tân hôn, một người đàn ông hơn 50 tuổi tiến về phía Ngọc Liên. Sau khi nhìn thấy Ngọc Liên dưới khăn che mặt, khiến hắn tơ không thể nhịn được mà vươn tay ra chạm, nhưng không ngờ bị Ngọc Liên đá một cú. Ngay sau đó, cô lấy ra chiếc kéo đã chuẩn bị sẵn. Sau khi âm thầm chia tay với Phúc Minh trong lòng, cô ta đưa kéo vào ngực mình. Đúng vào thời khắc nguy cấp này, một miếng ngọc từ cửa sổ rơi xuống đất. Cô ta biết là Phúc Minh đã đến. Không lâu sau, Vương gia phát hiện ra cô dâu đã bị bắt. Điều này khiến chú làm quan tức giận. Mẹ kiếp, dám động thổ trên đầu thái tuế, tôi nghĩ hắn đã chán sống rồi. Hãy đuổi theo cho tôi. Phúc Minh cùng Ngọc Liên và mẹ chạy trốn đến nơi khác. Chỉ là những ngày liên tục di chuyển khiến mẹ ngất xỉu. May mắn là gặp được một anh chàng tốt bụng, điều này mới cho họ một nơi để dừng chân. Tuy nhiên, rất nhanh chóng Ngọc Liên đã gặp phải vấn đề hiện thực. Cô ấy sống trong sự giàu có từ nhỏ, cơ bản là không trải qua khổ cực. Bây giờ lại phải ăn rau dại cùng với Phúc Minh. Dù cô ấy đã cố gắng vẫn không thể nuốt trôi. Những ngày gian khổ này đã khiến cô ta khóc vì cảm thấy bất công. Mẹ của Phúc Minh cũng không nỡ để cô ấy chịu khổ, nhưng gia đình quá nghèo, hoàn toàn không có thức ăn đàng hoàng. Tôi nhớ mẹ rồi. Dưới sức ép của hiện thực, cuối cùng Ngọc Liên đã không thể kiên trì. Cô ấy quyết định tạm thời rời khỏi Phúc Minh để về nhà. Và Phúc Minh cũng không trách Ngọc Liên, anh ấy chỉ ghét bản thân mình không có khả năng, không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Như vậy một đôi tình nhân yêu nhau đã bị hiện thực dạy cho một bài học đau đớn. Bữa ăn nhà mình này còn không bằng thức ăn nhà cô ấy cho lợn cho chó ăn. Cô ấy có thể theo con cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngay khi lời nói vừa dứt, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, Ngọc Liên đi rồi lại quay trở lại. Cô ấy còn mang về một bao lương thực. Hóa ra cô ấy đã bán chiếc vòng tay mà mẹ để lại cho cô ấy. Khoảnh khắc này khiến Phúc Minh cảm thấy tự trách sâu sắc. Còn mẹ thì tháo chiếc vòng tay của mình muốn tặng cho Ngọc Liên, nhưng lại bị cô ấy từ chối. Để Ngọc Liên có thể sống cuộc sống tốt đẹp hơn, Phúc Minh đến thị trấn làm việc vất vả. Người khác mỗi lần mang một bao tải, anh ấy lại mang hai cái. Thấy ngày càng có chút hy vọng, nhưng không ngờ trên tường xuất hiện một tờ truy nã. Và hình vẽ trên đó chính là Phúc Minh. Điều này cũng có nghĩa là anh ấy không thể ra ngoài làm việc nữa, và cuộc sống lại trở nên túng thiếu. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, mẹ đã nghĩ ra một cách. Bà bảo Phúc Minh dẫn Ngọc Liên đi qua cửa Tây, chỉ như vậy mới có thể tránh được sự truy sát của Vương gia. Nhưng bà ấy đã cao tuổi, thêm vào đó sức khỏe không tốt, điều này khiến Phúc Minh không khỏi lo lắng. Nhưng Ngọc Liên lại đề nghị cô ấy ở lại chăm sóc mẹ, để Phúc Minh tự mình đi qua cửa Tây, chờ qua đợt sóng gió này, họ sẽ sống cùng nhau. Bất đắc dĩ Phúc Minh đành phải đồng ý. Trước khi lên đường, cô ấy dẫn Ngọc Liên về thăm nhà mẹ đẻ. Tuy nhiên, nhà cửa đã trở nên hoang tàn. Hóa ra nhà họ Vương không tìm thấy Phúc Minh, liền trút giận lên cha mẹ Ngọc Liên. Mẹ ơi, là con đã làm hại mẹ. Ngay khi lời nói vừa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng chó sủa. Họ biết đó là người nhà họ Vương đến, vội vàng thúc giục họ rời đi. Chỉ là nhìn bóng dáng con gái, khiến người cha đầy tức giận cuối cùng cũng nhượng bộ. Có cháu ngoại, trở về nhé, để bố bế. Bố ơi, lần chia tay này không biết bao giờ mới gặp lại. Nhìn theo bóng lưng của họ khi ra đi, khiến cho cha mẹ già nua càng trở nên già nua hơn. Ngày hôm sau, trong sự lưu luyến không muốn rời của Ngọc Liên, Phúc Minh bắt đầu con đường đi về phía Tây. Tuy nhiên, điều mà cả hai không bao giờ nghĩ tới là lần chia tay này đã trở thành biệt ly mãi mãi. Sau khi tiễn Phúc Minh đi, nhưng người của quan phủ lại đến nhà. Họ không nói gì và đã đưa Ngọc Liên đi. Người nhà họ Vương để ép Phúc Minh lộ diện, đã giam cầm cô ta trong nhà tù. Mặt khác, Phúc Minh tiếp tục hành trình về phía Tây. Anh ta nhanh chóng đến một thảo nguyên bao la. Đúng vào lúc anh không biết phải đi đâu, hai cô gái cưỡi ngựa tiến về phía anh, và một trong hai cô gái đã ngã khỏi lưng ngựa, bị ngựa kéo lê trên mặt đất và chạy điên cuồng. Trong giây phút nguy cấp này, Phúc Minh vội vàng chạy đến. Anh ta đã dùng hết sức lực để ngăn cản con ngựa, để báo đáp ân tình cứu mạng của Phúc Minh. Cô gái đã đưa anh ta về nhà, đã tiếp đãi anh ta theo nghi thức cao nhất của người Mông Cổ. Thật là trùng hợp, gia đình họ cũng từ Sơn Tây đi qua cửa Tây, làm cho khoảng cách giữa họ gần nhau hơn. Cô gái tên là Phương Hoa, cô ta đã phát sinh tình cảm với người đàn ông đã cứu mạng mình. Vì thế, cô ta cố tình nói rằng mình bị trẹo chân, không thể chăn cừu được nữa. Yên tâm, thuê người khác chăn cừu là được mà, còn thuê cái gì nữa chứ? Vậy không phải đã có một người ngồi đó sao? Ồ, Phúc Minh đã nghe thấy chưa? Con gái tôi muốn anh chăn cừu cho nhà tôi. Phúc Minh cũng tạm thời được an bài. Còn những suy nghĩ nhỏ của con gái, tất nhiên không thể qua mắt được mẹ. Nhưng Phúc Minh ngây thơ không hiểu gì cả. Theo thời gian trôi qua, Phúc Minh càng nhớ Ngọc Liên. Anh ta thường xuyên nhìn vào ngọc bội mà mơ màng. Còn Ngọc Liên cũng trong nhà tù nhớ nhung Phúc Minh. Đôi uyên ương khổ mệnh này đã trải qua quá nhiều gian khổ, và trong quá trình gần gũi hàng ngày, Phương Hoa đã hoàn toàn yêu người đàn ông chân thật ngây thơ này. Cô ta không quan tâm đến sự phản kháng của Phúc Minh, một tay kéo anh ta ngã xuống đất và đã trao nụ hôn đầu của mình cho anh ta. Thời gian trôi qua, nửa năm đã qua, vì không thể bắt được Phúc Minh, cuối cùng Vương gia đã thả Ngọc Liên trở về, và Phúc Minh cũng dự định trở về vài ngày. Ngay trước ngày thi hành án,
Mẹ của Phương Hoa đã thực hiện điều đó vì cô. Cũng vào lúc này, bà ấy đã thể hiện tình cảm thay cho con gái. Thấy cậu là một người trẻ tốt, tôi cũng không có con trai, cậu cứ đến nhà tôi làm rể. Tương lai, tất cả tài sản này sẽ là của cậu và Phương Hoa. Đừng sợ, yên tâm, dì sẽ yêu thương cậu như con đẻ. Nói đi nào, Cầm à. Sau một lúc suy nghĩ, Phúc Minh đã thẳng thắn kể về chuyện của Ngọc Liên cho họ và giải thích rằng mình đã có vợ. Tin tức này cũng đã làm tổn thương trái tim của Phương Hoa. Không ngờ đến tối, Phương Hoa lại tìm đến Phúc Minh. Đã có vợ thì sao, tôi cũng không bảo anh ly dị cô ấy. Tôi làm người thứ hai có được không? Nhưng Phúc Minh không thể làm điều gì đó để phản bội Ngọc Liên, cũng không thể làm tổn thương Phương Hoa. Tuy nhiên, Phương Hoa đã quyết tâm muốn lấy anh ta. Nếu Phúc Minh không đồng ý, cô ta sẽ không để Phúc Minh đi. Bất đắc dĩ, anh ta đành phải nói rằng sẽ suy nghĩ, ngày mai sẽ trả lời cô. Nhìn Phương Hoa bình tĩnh lại, điều này mới khiến anh ta yên tâm. Anh ta thực sự sợ cô gái hào sảng này sẽ ngăn cản không cho anh ta trở về. Tuy nhiên, Phương Hoa đột nhiên giật lấy ngọc bội trên ngực. Điều không ai ngờ tới là, chính là chiếc ngọc bội này sẽ mang lại tai họa lớn cho Phương Hoa. Sức khỏe của mẹ Phúc Minh ngày càng suy giảm, thấy rằng thời khắc lâm chung đã đến, bà nhắn nhủ Ngọc Liên đừng canh giữ bà nữa, bảo cô ấy đến Thảo Nguyên phía Bắc tìm Phúc Minh. Nói xong liền nhắm mắt ra đi. Sau vài ngày vất vả, Phúc Minh cuối cùng cũng trở lại đây. Nhìn dòng sông quen thuộc trước mắt khiến anh vô cùng xúc động. Ngọc Liên, anh đã trở về, anh đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu. Tuy nhiên, số phận luôn thích trêu đùa con người. Ngay khi anh vừa qua sông, lại bị bắt làm lính. Lý đại ca bảo Ngọc Liên đợi anh, anh nhất định sẽ trở về. Lý đại ca mang đồ của Phúc Minh đến tìm Ngọc Liên. Trong khi Ngọc Liên đang định đi tìm Phúc Minh, sau khi biết Phúc Minh bị bắt, khiến cô đau khổ tột cùng. Cô ôm chặt đôi giày của Phúc Minh, điều này mới khiến cô có ý chí tiếp tục kiên trì. Từ đó cô ấy lại bắt đầu một khoảng thời gian dài chờ đợi. Không lâu sau, không đợi được Phúc Minh, Phương Hoa đã tìm đến. Phúc Minh đến nhà tôi làm việc. Chúng tôi cũng đã thân thiết với nhau, có phải bố mẹ tôi đã nhờ anh làm rể ghép không? Anh cũng đã đồng ý, chúng ta đã hoàn thành hôn lễ, anh còn giấu bà xã làm gì? Không cho phép cô hạ thấp người đàn ông của tôi. Tuy nhiên không ngờ Phương Hoa đã lấy chiếc ngọc bội ra, nói đây là vật chứng tình yêu Phúc Minh dành cho mình. Nhưng không ngờ Ngọc Liên tức đến mức ngất xỉu tại chỗ. Lý đại ca tức giận đã đuổi Phương Hoa đi. Chỉ sau khi gọi Ngọc Liên tỉnh dậy, lại phát hiện ra rằng mắt cô ấy bỗng nhiên không thấy gì. Tôi bị làm sao vậy? Tôi không thấy gì phải không? Tôi không thấy gì nữa. Không thể nào. Làm sao tôi có thể không thấy được? Lời nói của Phương Hoa đã sâu sắc kích thích cô, để cô ấy buồn bã quá mức trở thành mù. Dưới những đòn đánh liên tiếp, khiến cho Ngọc Liên mất đi niềm tin sống. Cô ấy không nỡ vuốt ve đôi giày của Phúc Minh, sau đó chuẩn bị dùng dây thừng tự chết. May mắn là cảnh tượng này đã được Phương Hoa chứng kiến. Cô vội vàng cứu Ngọc Liên. Sau khi nhìn thấy đôi mắt của cô, khiến cô cảm thấy vô cùng ân hận, vội vàng giải thích rằng cô và Phúc Minh không có chuyện gì, tất cả chỉ là do cô tự bịa đặt. Đừng như vậy, chị hãy đánh em, chị đánh em đi. Chị đánh em đi, chị. Em không có ý hại chị. Tuy nhiên, lúc này nói gì cũng đã muộn, đôi mắt của Ngọc Liên đã không thể phục hồi. Biến cố này khiến cô mất đi hy vọng vào cuộc sống. Cô bắt đầu không ăn không uống, nhìn Ngọc Liên ngày càng tiều tụy. Bất đắc dĩ Phương Hoa nghĩ ra một cách, cô nhờ Lý đại ca tìm một tờ giấy trắng, nói dối rằng đó là thư Phúc Minh gửi cho cô. Cầm, chậm rãi, thực ra không thấy gì cả. Tôi không thấy gì cả. Trên thư viết nói rằng Phúc Minh đã làm lính cho một sĩ quan, mỗi ngày không chiến đấu vẫn có bánh mì trắng để ăn. Anh ấy còn nói rằng chị nhất định phải đợi anh ấy nhất định sẽ trở lại. Và cô cũng phải chăm sóc mẹ già và chăm sóc bản thân mình. Tờ giấy trắng này trở thành một tia sáng trong bóng tối của Ngọc Liên, cũng đã cho cô niềm tin để sống tiếp. Cũng là tờ giấy trắng này khiến Ngọc Liên đợi Phúc Minh đau khổ 60 năm, cho đến khi tóc bạc trắng, cho đến khi cuộc đời kết thúc, cô ấy cũng không thể đợi được người trong tim mình, Phúc Minh. Cuối cùng đã rời bỏ thế gian với niềm tiếc nuối. Và lúc này Phúc Minh cũng đã trở thành một người già lụ cụ. Hóa ra anh ấy bị bắt đến Đài Loan làm lính. Cho đến 60 năm sau, anh ấy mới có cơ hội trở về quê hương. Sau khi biết tin Ngọc Liên qua đời, anh ấy đã chuẩn bị một mảnh đất để làm mộ, dự định sau khi anh ấy qua đời sẽ được chôn cùng với Ngọc Liên. Mặc dù kiếp này không còn duyên phận gặp lại, hy vọng ở một thế giới khác, họ có thể ở bên nhau. Follow page để xem nhiều hơn nhé.